Thưa quý khán giả, thời gian qua, nhiều người chung tay quyên góp, chuyển tiền để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Thế nhưng lại có một số cá nhân lợi dụng điều này để chỉnh sửa biên lai số tiền quyên góp mà cư dân mạng gọi là phong bạc, bằng cách chỉnh sửa biên lai từ vài chục ngàn, vài trăm ngàn, vài triệu đồng lên vài chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng đây chỉ là chuyện cho vui mà không hiểu rằng bản thân đang vi phạm pháp luật. Thời gian qua, sau 12.000 trang sao kê của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không ít người nổi tiếng bị tố khai gian số tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt để làm màu, không đánh bóng tên tuổi. Mới đây nhất, một nữ TikToker đã lên tiếng thừa nhận về ồn ào phong bạc tiền ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3. Trước đó, trên trang cá nhân, nữ TikToker này đăng hình ảnh chuyển khoản ủng hộ đồng bào miền Bắc số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, cô đăng tải một tâm thư rất dài xin lỗi về hành động của mình. Nữ TikToker chia sẻ, đây là hành vi rất đáng hổ thẹn. Bản thân tôi lúc đó chỉ suy nghĩ, với mong muốn mọi người nhìn nhận mình, trở nên tích cực hơn. Tôi đã không lường trước được hành động che mờ số tiền quyên góp. Tôi không những làm sai, mà còn cố biện minh, lấp liếm cho cái sai của mình. Tôi xin chân thành cúi đầu nhận lỗi với tất cả mọi người, và đặc biệt là bà con vùng lũ lụt sau cơn bão Yagi và hành vi thể hiện không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội của tôi. Mới đây, Bộ Công an vừa cho biết sẽ tiếp nhận, giải quyết khi có cá nhân tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này. Cơ quan này nhận định các trường hợp cá nhân sửa bio để đưa lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, đó là hành vi làm giả tài liệu và đưa tin sai sự thật. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người sửa bio chuyển tiền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Phùng Quyền, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn A Cộng phân tích, biên lai chuyển tiền là của ngân hàng, vì chỉnh sửa có thể phạm tội làm giả tài liệu con dấu. Đánh bóng tên tuổi theo cách này đã gây ồn ào dư luận. Với trường hợp gây ra dư luận xấu, có thể phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trường hợp được điều tra kỹ, việc chỉnh sửa tài liệu mà tiền lấy từ của người khác thì có thể xem xét mục đích là có chiếm đoạt tiền hay không. Nếu có thì có thể phạm tội lợi dụng tín nhiệm tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự gian dối trong việc ủng hộ lần này không chỉ làm xấu đi hai chữ từ thiện, mà còn là mầm mống làm lan truyền những hành vi tiêu cực vào giới trẻ. Tuy nhiên, ai cũng có những lúc nông nổi, bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ. Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa kịp thời nếu mỗi người ý thức được việc mình đang làm, biết nhìn thẳng vào sự thật và chấp ở đâu đứng lên ở đó.